Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa. Nhắc đến An Tây, chúng ta đều liên tưởng lập tức đến một chuyên án ma túy đang làm chấn động cư dân mạng trong tuần vừa qua. Cụ thể, nữ người mẫu quốc tịch Tây Ban Nha cùng với cô tiên từ thiện Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã cùng rủ nhau đi du lịch trại tạm giam. Phương tiện cô di chuyển chính là ma túy tổng hợp. Và với tội danh tổ chức sử dụng cùng với tàng trữ trái phép, có lẽ An Tây đã tự đặt một cặp vé khứ hồi mà phải rất lâu nữa cô mới được phép sử dụng. Nhắc đến An Tây, có lẽ lúc này cha mẹ, người thân, bạn bè của cô đang đau lòng lắm. Thậm chí em trai của An Tây, TikToker nổi tiếng Tây Ba Lô cũng bị ném đá chỉ vì cô chị xa vào con đường tệ nạn. Nhìn chung pháp luật công bằng, ai sai người ấy phải bị chịu phạt. Song lấy cái sai của người khác ra để câu view, câu like, tạo drama thì cực kỳ không nên. Mà lại còn là thương hiệu lớn thì càng tối kỵ. Trên các kênh mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một cốc nước của thương hiệu cà phê Catinat. Thay vì ghi giảm đường, giảm đá thì lại ghi là giảm An Tây. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, nhiều người dùng tương tác cho thấy họ bức xúc và cho rằng đây là một cách làm content không sạch sẽ cho lắm. Em thấy content của Catinat thực sự tệ, cứ đi vào lòng đất kiểu gì ấy. Hoặc là họ cố ý để câu tương tác, nhưng dù thế nào thì em cũng thấy khó ưa. Vụ ủng hộ lần trước vẫn chưa chừa. Hay tại người dùng Việt Nam dễ tính quá, cần lên án về việc xuất hiện nội dung không phù hợp, thiếu chuẩn mực trên tem dán trên ly nước Catinat. Catinat đợt này nhiều phút ghê, mới bị phút có đồ mà cho khách ngồi chờ một tiếng. Team marketing bên này tưởng sau quả ủng hộ 1k trên một cốc đã rút kinh nghiệm rồi, mà vẫn đi vào lòng đất. Xin phép không uống trà bên này nữa vì những điều như thế này quá dã man. Do nhân viên thôi, nhưng thực sự văn hóa một doanh nghiệp luôn được định hình bởi văn hóa của chủ doanh nghiệp đó, nên không oan khi bị phản ứng. Công ty cổ phần cà phê Catinat cho biết đã tìm hiểu, kiểm tra toàn bộ sự việc và thông tin chi tiết về sự việc như sau. Vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 18 tháng 11 năm 2024, một nhân viên của cửa hàng Catinat tại Diamond Residence Lê Văn Lương, Hà Nội đã tự ý ghi thêm những nội dung không phù hợp, thiếu chuẩn mực lên tem dán thức uống, trái với những quy định và chuẩn mực của thương hiệu. Sau đó ly nước có dán tem này đã được giao đến tay khách hàng. Catinat nhận thức rõ đây là một sự việc hết sức nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến khách hàng mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của thương hiệu. Vì vậy, ngay sau khi kiểm tra và xác định rõ sự việc, chúng tôi đã triển khai các biện pháp sau. 1. Catinat đã thực hiện xử lý kỷ luật nhân viên vi phạm theo hình thức sa thải, xử lý kỷ luật quản lý cửa hàng theo hình thức nhắc nhở vì đã kiểm soát chưa tốt các hoạt động của cửa hàng. 2. Catinat đã tiến hành rà soát lại toàn bộ việc tuân thủ quy trình vận hành và chuẩn mực thương hiệu trên toàn hệ thống để hạn chế xảy ra sự việc tương tự. 3. Catinat đã liên hệ trực tiếp với khách hàng đã nhận sản phẩm có tem dán không phù hợp, gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng với tinh thần cầu thị, giải thích rõ sự việc và khách hàng đã thấu hiểu, đồng ý hướng xử lý của Catinat và đã chính thức thông tin lại kết quả xử lý sự việc trên trang cá nhân. Vì khách hàng cũng hoàn toàn không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa. Catinat khẳng định rằng đây là hành động bộc phát mang tính đùa cợt của cá nhân một nhân viên và điều này vi phạm nghiêm trọng quy định về tiêu chuẩn phục vụ, đi ngược với phương châm kinh doanh cũng như định hướng cốt lõi về thương hiệu của Catinat. Catinat rất tiếc về sự việc đã xảy ra và xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những cá nhân có liên quan, quý khách hàng cũng như tất cả mọi người đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thông tin này. Catinat luôn đặt tiêu chí cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, đem đến trải nghiệm và cảm nhận tốt nhất cho khách hàng của mình lên hàng đầu. Do đó, Catinat cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ qua việc quản lý và đào tạo nhân sự. Đảm bảo nhân viên làm việc tại Catinat tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt của quy trình phục vụ và hiểu rõ chuẩn mực của thương hiệu, kiểm soát chặt chẽ tất cả các quy trình từ sản xuất đến giao hàng để hạn chế không còn có sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Catinat xin chân thành cảm ơn sự thông cảm và đồng hành của quý khách hàng. Catinat luôn trân quý mọi phản hồi, góp ý quý giá của quý khách hàng. Nhờ đó Catinat sẽ hoàn thiện hơn trong quá trình phát triển thương hiệu. Trân trọng, công ty cổ phần cà phê Catinat. Dù đây là sự việc liên quan đến hình sự, tuy nhiên rất nhiều khách hàng phản ứng tiêu cực và cho rằng nhân viên cà phê Catinat sử dụng nội dung này để câu khách, khái niệm hóa An Tây xứng đáng bị tẩy chay. Đáng chú ý, thương hiệu này cách đây không lâu cũng đã nhận một cơn bão chỉ trích rất lớn vì vấn đề câu like câu view kém duyên. Tối ngày 11 tháng 9, Catinat đăng tải một bài post với nội dung Catinat muốn ủng hộ tình hình bão lũ tại các tỉnh miền Bắc bằng cách trích 1.000 đồng trên mỗi ly nước được bán ra từ ngày 12 tháng 9 đến 30 tháng 9. Bài đăng lập tức nhận về làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Ngày hôm sau, Catinat đã đăng bài xin lỗi vì cách truyền thông gây hiểu lầm. Đồng thời, nhãn hàng đã trích 1 tỷ đồng để đóng góp cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Số tiền trên là tiền được trích ra từ doanh thu của 1 triệu ly nước dự kiến bán được trong 2 tuần tới. Nếu bán nhiều hơn, Catinat sẽ tiếp tục bổ sung và đóng góp. Ở cái nhìn khách quan, có thể hiểu được Catinat đang có thiện chí kêu gọi khách hàng chung tay ủng hộ. Tuy nhiên, cách diễn đạt lại gây hiểu lầm ở những điểm sau. 1. Trình bày thông tin gây hiểu lầm, Catinat có thể đã áp dụng không chuẩn xác hiệu ứng đóng khung. Chẳng hạn như cùng một ý nghĩa, nhưng khi nhìn vào 1.000 đồng mỗi ly nước và 1 tỷ đồng mỗi tổng doanh thu, con số Catinat ước tính bán ra trong cùng thời gian, ta có thể thấy con số 1 tỷ gây tác động mạnh mẽ và đáng kể hơn so với 1.000 đồng. 2. Kêu gọi mua sản phẩm trước rồi mới cứu trợ. Cách kêu gọi của Catinat cũng khiến nhiều người cho rằng nhãn hàng đang lợi dụng thời điểm nhạy cảm để kinh doanh, khi kêu gọi mua hàng trước rồi mới tổng hợp tiền để cứu trợ sau. Mô hình tiếp thị này được gọi là đóng góp bằng việc mua hàng.
Thuật ngữ này lần đầu xuất hiện vào năm 1983 khi hãng thẻ tín dụng American Express kêu gọi trích một phần doanh thu để đóng góp cải tạo tượng nữ thần tự do. Từ đó đến nay đã có nhiều doanh nghiệp áp dụng chiến lược này như một phần trong kế hoạch CSR vì đem lại hiệu quả tích cực. Theo khảo sát từ Global CSR Study, khi so sánh hai sản phẩm có cùng giá cả và chất lượng, 90% khách hàng sẽ lựa chọn nhãn hàng có những đóng góp tốt cho cộng đồng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là con dao hai lưỡi. Theo bà Sandra Minuit, Phó Chủ tịch Tiếp thị và Tài chính của Charity Navigator, khi số lượng mô hình này tăng lên, sự hoài nghi của người tiêu dùng cũng sẽ tăng theo. Nếu mục đích của nó không liên quan đến tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp hay nhãn hàng không minh bạch về số tiền đóng góp, chiến dịch này có thể bị người tiêu dùng tẩy chay. Một trường hợp được cho là phản tác dụng từng gây xôn xao một thời đó chiến dịch của KFC ở Utah. Cụ thể, hãng gà rán sẽ trích $1 lợi nhuận từ việc bán mỗi ly nước ngọt size lớn để quyên góp cho GDIF, tổ chức từ thiện đóng góp cho việc nghiên cứu và điều trị bệnh tiểu đường. Sở dĩ chiến dịch này gây phẫn nộ vì một trong những nguyên nhân gây tiểu đường là do uống quá nhiều đồ uống có ga. Nhưng KFC lại dùng chính sản phẩm này để gây quỹ, trong khi họ có thể thay thế chúng bằng những sản phẩm lành mạnh hơn. Tóm lại, sau hai cú phốt vừa qua, Katinat thực sự phải làm việc lại với đội ngũ nhân viên của mình. Chứ nếu không, mọi công sức xây dựng thương hiệu của họ sẽ bị phá hủy với cái trò chơi giải không ai bằng ngày. Đừng quên subscribe kênh YouTube Tuyển Văn Hóa, nhớ bấm chuông để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà quý vị đã quan tâm hàng ngày. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.